Kim nghĩ sao nếu biết người em gái thất lạc bao nhiêu năm của mình giờ lại là một con điếm? Cậu có biết Paradise ở đâu không? Lãnh Thiên không hề đơn giản đâu. Mày là một thằng vô dụng, suốt ngày chỉ biết bám đuôi tao. Tụi nó bây giờ là những món hàng thứ cấp, sắp xếp bán tụi nó ra nước ngoài đi. Đưa em ra khỏi đây. Còn mày, để tao